thông cáo báo chí ra bắt bộ phim Chị Yêu Em này. Áp lực quá đúng không Lãnh Thanh? Áp lực. Câu hỏi đầu tiên thì là Thanh cảm thấy rất là vinh hạnh cũng như là vui khi mà trong năm nay Thanh được tham gia hai dự án lớn như anh nói là về mặt truyền thông và về mặt hình ảnh riêng cho Lãnh Thanh, thì Thanh cảm thấy rằng đó là một sự may mắn lớn cho mình trong năm 2019 này. Là một sự may mắn thực sự, đến giờ Thanh vẫn còn cảm thấy rất là hạnh phúc với điều đó, và cảm ơn tất cả mọi người, những người đã tin tưởng và giao phó cho anh, cho Thanh những cái vai diễn khó cũng như là với cái nội tâm nó đấu đá nhau bên trong như thế này, là Thanh cảm thấy mới khởi đầu sự nghiệp của mình, đó là một niềm vui cũng là niềm hạnh phúc rồi ạ. Cảm ơn anh. Còn về câu hỏi thứ hai thì câu hỏi này căng quá. Thật ra thì với dự án trước thì đó là một cái sự thử thách cho Lãnh Thanh thực sự luôn, khi mà mình sẽ phải thực hiện cảnh nóng như mọi người thấy cùng với một bạn diễn là nam. Thì Thanh có chia sẻ trước đó trong với các anh chị báo chí từ trước đó rằng là khi mà mình đã nhập tâm vào cái nhân vật cũng như là cảnh quay đó rồi ấy, thì mình phải thực sự là nghĩ như nhân vật và hành động như nhân vật, cũng như là cái sự ham muốn giống như nhân vật. Và với Giao Huy thì đúng là có một cái cảm giác khá là kỳ lạ. Dưới cái sự nhìn nhận của Lãnh Thanh với cái nhân vật của mình ấy, thì nó là một cái cảm giác khá là lạ cũng như là mới. Nhưng mà sau khi xem lại thì thấy nó cũng ra gì đấy. Nó là một cái nhân vật nào đó có thật ở ngoài đời mà có thể không phải là mình. Còn với cảnh nóng với chị Hằng thì các chị em đừng tạo áp lực cho anh ấy nữa. Thật lòng mà nói thì cũng rất là nhiều áp lực. Áp lực ở đây đó là liệu rằng là mình có thể truyền tải được cái thông điệp mà đạo diễn muốn ở trong cảnh này hay không, hay mình chỉ là một diễn viên bước vào set quay và thực hiện một cảnh nóng giống như là trong kịch bản yêu cầu vậy. Và cái tinh thần nó rất là khác. Ở trong bộ phim này thì Thanh đóng cặp với chị Hằng rất là nhiều. Rồi cái cảnh nóng đấy nó trước đó nó khiến cho Thanh không biết là mình phải làm gì bây giờ cả. Không biết, thực sự là không biết phải làm gì cả. Đó là sự bối rối của người đàn ông đó quý vị ạ. Đúng, thực sự là cái sự bối rối của mình trước khi vào set quay như thế. Nhưng mà với cái sự động viên của đạo diễn này, rồi cái gọi là một chút mở lòng, một chút cởi mở của chị Hằng, thì thực sự là mọi người biết đấy, chị Hằng phải cho phép mình thì mình mới dám thực hiện những cái điều mà mình đang suy nghĩ trong đầu, những cái điều mình suy nghĩ về nhân vật lúc đấy được. Nhiều lắm, kinh khủng lắm, thực sự là kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Thì chị Hằng mà cho phép thì mình mới dám thực hiện những cái cảnh quay cũng như là các động tác táo bạo ở trong phim giống như trên trailer như mọi người vừa thấy. Vâng, cảm ơn anh. Chị Thanh Hằng có gì muốn nói sau khi nghe chia sẻ của Lãnh Thanh không ạ? Hình như là vẫn đi vòng vòng á. Bây giờ chị hỏi rõ nè, em đã hôn Huy trong Thương Mẹ Con Đi và hôn Thiên Kim trong Chị Em thích hôn ai nhất? Nếu mà trả lời ngắn gọn quá thì chắc là mọi người sẽ không thích, nhưng mà Thanh cũng trả lời luôn, đó là hôn Thiên Kim thích hơn. Mà Hằng chia sẻ thêm như thế này á, cái khi mà cảnh đối với cảnh nóng á, là Hằng đã đắn đo suy nghĩ, đấu tranh với bản thân mình khoảng 2 tháng hơn khi mà nhận kịch bản. Trời nói mình sao làm ta? Cái gì mà mình nguy hiểm mình cũng làm được, nhưng mà đối với Hằng cảnh xét là đối với Hằng là cảnh nguy hiểm. Thể hiện như thế nào mà người ta tin đây là vợ chồng thật? Anh chúng ta người lớn rồi cho nên cũng nói thiệt một chút là lần đầu tiên chúng ta chạm nhau nó khác với chúng ta chạm nhau thường xuyên, chính vì thế phải có cái phản ứng hóa học với nhau, khó lắm quý vị ạ. Và khi mà ra hiện trường trong cái phòng anh chỉ có 3 người, có Hằng với Lãnh Thanh với lại chị Cathy. Hằng hôn đi, thôi thì mất hôn được chị, thôi thì mất hôn, người lão mắt sầu hôn có ok, diễn có thể tình cảm mà thể tưởng tượng được, nhưng mà cái chạm môi nó khác lắm. Thuyết phục một hồi xong với lý do như này, thường tâm lý người phụ nữ Việt Nam hay đa phần Cathy thấy á, là khi mà mình sex á, hay là
thường làm cho người đàn ông happy nhiều hơn. Nhưng mà tại sao em không là, em là người chủ động, nhưng mà thiên kim là người chủ động, em phải mang tới cái sự happy cho chính mình. Thì mình nói, ồ, có cơ hội hợp lý. Nhưng mà đối với Hằng thì Hằng thấy là cái hợp lý này dành cho nhân vật chứ thiên kim không không có hai tên Hằng không xuất hiện ở đó. Khi mà cảnh sex này được diễn ra thì rõ ràng đó là thiên kim và Huy chứ không phải là Thanh Hằng và Lãnh Thanh. Cho nên khi mọi người sẽ xem, mọi người sẽ đặt cái chấm hỏi rất lớn trong mối quan hệ của Thanh Hằng Lãnh Thanh, tại sao nó thật đến như vậy. Cho nên mọi người hãy chờ xem phim vào 20 tháng 12 nhé. Cảm ơn ạ. Phải cảm ơn Lãnh Thanh rất nhiều. Nếu bất kỳ Hằng có một cái cảm giác nào lợn cợn khi mà quay cái cảnh nóng đó với Lãnh Thanh thì chắc chắn Hằng sẽ dừng. Nhưng mà Lãnh Thanh rất là hỗ trợ và hiểu được cái công việc của mình, giống như là có một cái điểm dừng. Tất cả mọi thứ là phục vụ cho cái vai diễn. Chính vì thế Hằng thực sự an tâm để mà có thể mở lòng mình ra cho cơ hội bạn diễn của mình. Tất cả mọi thứ là một cái sự bắt tay dành cho cái vai diễn của Thiên Kim và Huy trong phim Chị Em Em. Ngoài ra đó không phải là Thanh Hằng và Lãnh Thanh mà là Thiên Kim thực hiện cảnh đó. Bề ngoài chúng ta thấy rất là vui vẻ, nhưng bên trong ai cũng có những cái góc khuất, có những cái điều, những cái bí mật mà chúng ta không thể nào nói được với ai. Có những cái sai, cái đúng, đôi lúc chúng ta lại sai trước mặt người khác và đúng trước mặt người khác. Đó chỉ là một cái quan điểm hoặc là những cái hành động nó khác nhau mà thôi. Cho nên đối với Hằng là hãy sống là chính mình. Nếu mình cảm thấy tự tin với cái điều đó và mình thấy nếu mà mình có sai thì mình phải mạnh dạn đối diện với nó để mình sửa sai. Không có một người hoàn hảo. Chúng ta đang trên con đường để tiến tới trở thành một con người tử tế nhất. Dạ, em cảm ơn một cái là thật ra đối với vai diễn này của chị Hằng không phải quá bất ngờ. Chị Hằng đóng rất nhiều vai nữ đấu, vai chị cả rồi. Chưa, vai này bất ngờ đó. Như một phim một vai nữ đấu mà cho nữ đạo diễn làm cái gì khác nữ đấu, do diễn nào là gì khác chị từng công tác? Đấu, nếu mà đấu cho mẹ chồng á là một mình Hằng đấu không à. Còn cái này là đấu nó kinh khủng lắm. Là nó kiểu đấu của phụ nữ mà chúng ta có cái sự tưởng tượng và suy tính nó sẽ khác nhau. Trên bộ phim này nó cũng sẽ mang tới những cái tính toán và cái đấu đá nó cũng khác nhau ra mà. Mỹ Nhân không, chị nghĩ là khi nếu mà em xem phim thì em sẽ thấy được cái rõ nó sẽ khác nhau. Tại vì bây giờ hôm nay mới là teaser vậy mà hé lộ nhiều quá nó không còn bất ngờ nữa. Chấm điểm đi, chấm điểm mà cái độ mà kiểu như đấu đá tâm không, cơ rồi đó là không, chị nói một cái này ngắn gọn nè. Đối cái vai diễn này á, nó là khó nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Hằng, vì á nó rất là sâu, nó tầng tầng lớp lớp và có sự trợ giúp của Cathy rất nhiều. Cathy rất là giỏi về coaching và Hằng với Cathy cũng đã trao đổi với nhau rất nhiều về cái tâm lý nhân vật. Nó phải đan xen, càng dày thì nhân vật chúng ta càng sâu. Đôi lúc mọi người xem phim, Hằng nghĩ không phải đôi lúc đa phần mọi người khi mà nhìn thấy được cái ánh mắt của Thiên Kim trong phim á, mọi người sẽ hiểu được lý do vì sao quái làm tới cái hành động như vậy và vì sao chúng ta phải thương cổ và vì sao cô ấy lại gặp những cái điều nó khó khăn đến quái như vậy. Thì Hằng tin chắc rằng chỉ khi mà chúng ta xây dựng được những cái lớp ở dưới của nhân vật á, bề nổi là xinh đẹp sắc sảo là chúng ta chỉ nhìn thấy, sắc sảo chúng ta nhìn thấy thôi, nhưng mà ở tầng lớp dưới chính là cái cách mà chạm được tới khán giả. Tại vì Hằng không thể nói ê tôi rất là đáng thương nha, tôi có những cái thật sự là bị tổn thương và có những cái thiệt thòi, Hằng không thể nói vậy và cũng không ai đồng cảm. Nhưng mà chính cái cảm xúc đó mọi người cảm được thì mọi người sẽ đồng cảm và thương nhân vật nhiều hơn. Hằng nghĩ là nó khác lắm, nó thực sự khác lạ. Và trước khi mà quay á là Hằng cũng phải tìm hiểu về nhân vật rất nhiều, cũng mất khoảng thời gian đó đi tìm những cái chất liệu dành cho phim, như là Hằng phải đi vào Zone FM, cũng phải cảm ơn Zone FM đã hỗ trợ cho Hằng tới đó, để cái không khí làm việc của MC trong studio như thế nào, tâm lý của nhân vật một người có chồng như thế nào, và cái ngay cả bạn diễn của mình lòng yêu thương họ phải như thế nào. Tại vì cung bậc yêu thương nó có rất là nhiều, hay là những cảnh nóng như thế mình cũng phải làm quen với họ, là người ta phải tin được là ô cái cảnh này là không phải là đầu tiên hai người chạm nhau, mà là phải chạm nhau thường xuyên, nó khó lắm. Điện ảnh nó rất là khó, cho nên Hằng nghĩ là tại sao có những người trong Hollywood đó, họ hay bị phát điên á. Hằng nghĩ là ok bây giờ mình hiểu được rồi, tại vì trong hai tháng đó Hằng là một con người khác và đôi lúc mình bị ám ảnh bởi nhân vật, thì cái nhân vật hai bó y chang vậy. Tôi đọc lên bỏ ai yeah okay, thank you, cảm ơn mấy đứa em đang chơi Để sao để nhìn thấy má rõ hơn. Lui lui đi.
Bé bé lùi xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.